Chào các bạn, lại một chiếc xe của gia đình các bạn ha, Mitsubishi Outlander đời 2018, mẫu xe 7 chỗ của dòng Mitsubishi. Thì đây là một cái dòng xe lựa chọn cho gia đình mình. Với cái giá tiền là 710 triệu thì các bạn đã sở hữu được một cái dòng xe 7 chỗ, máy xăng, số tự động 2.0 nha các bạn. Thì dòng Mitsubishi Outlander này thì hiện nay trên thị trường khách hàng bắt đầu quan tâm tới khá là nhiều. Vì sao? Thứ nhất, độ bền của Mitsubishi là thương hiệu của Nhật nổi tiếng từ xưa giờ, rất là độ bền, rất là cao. Rồi xe nhìn rất là chắc chắn, và dòng xe này đang là được nhập khẩu. Nên đâm ra các bạn cứ yên tâm khi mà dòng mình chọn cái dòng Mitsubishi này ha. Thì cái giá 710 triệu với cái dòng xe 7 chỗ thì Khoa nghĩ đây là một cái sự lựa chọn khá là hợp lý cho các bạn trên thị trường hiện nay để mình mua một chiếc xe gia đình gầm cao và đi trong thời tiết là trời mưa này. Nên các bạn cứ lựa chọn cái mẫu xe và tham khảo này ha. Thì sau đây Khoa xin giới thiệu về sơ nét về cái dòng xe Mitsubishi Outlander này. Thì phía trước các bạn cũng thấy là logo ba hình thang đặc trưng của Mitsubishi ha, được mạ rơm rất là sáng, rất là đẹp đẽ. Bên cạnh đó thì phía ngoài cụm đèn pha có những cụm đèn là Rosetta nè, dãy đèn led ban ngày nè, rất là sáng bóng nè. Mình đi khi mà mình đi trời tối hoặc là ban ngày á thì mình sẽ tạo một cái cảm giác thật là chắc chắn và khỏe, rất là đẹp sang trọng cho cái xe mình. Thì tại Toyota Tân Cảng Khoa thì xe mình mới mua về, do là xe này bên mình chưa làm vệ sinh gì hết nên các bạn nhìn phía bên ngoài cũng còn hơi dơ tí xíu, nhưng mà sau khi bên Khoa làm theo cái công nghệ Marie Curie, dọn xe và làm đẹp xe của công nghệ theo Nhật Bản, thì cái xe này sẽ trở nên hoàn hảo hơn cho các bạn. Đây thì nước sơn thì xe thì mới đi được có 23.000 km thôi nên đâm ra là nước sơn cũng hầu như là rất là nguyên vẹn, rất là đẹp nha các bạn. Nó có những cái vết chày chút đỉnh nhưng mà cái này thì không thành vấn đề lắm. Bên hãng Khoa đem về sẽ dặm tút lại. Thì cũng như bên hông thì các bạn thấy đây là mâm xe. Đây, mâm rất lớn các bạn ha, mâm này là mâm 18. Nhìn rất là chắc chắn, rất là khỏe khoắn. Xe thì mới đi được có 23.000 km thôi nên đâm ra là gai cũng còn rất là dày. Mâm xe còn rất là đẹp, không có một vết chày luôn hả các bạn ha. Chứng tỏ tài xế này đi cũng canh lường khá là kỹ. Mâm nhìn rất là khỏe, mâm phay các bạn. Thì bên hông xe các bạn thấy là gương chiếu hậu tích hợp xi nhan báo rẽ nè. Xe được trang bị dán phim nè ha. Đó. Thì xe này xài chìa khóa thông minh, nút đề start up nên đâm ra có nút cảm biến ở đây. Các bạn rất là tiện ích khi mà bỏ chìa khóa vô túi quần mình muốn mở cửa, mình chỉ cần bấm cái nút này thôi là tự động nó mở cửa. Đó, các bạn cứ tham khảo sơ từ trước ra phía sau của cái xe này ha. Thì những cái đường dập gân nổi trên xe hầu như là còn nguyên vẹn hết. Cụm đèn sau đây ha, xe rất là đẹp, rất là mới. Mẫu xe này thì bên Khoa mua có biển số tỉnh nha các bạn, biển số 78 ha. Nhưng mà bên Khoa thì tại đại lý Toyota thì những cái thủ tục giấy tờ và pháp lý các bạn cứ yên tâm, khi mà mua xe thì các bạn muốn sang tên thì bên Khoa sẽ hỗ trợ các bạn là rút gốc và sang tên giấy tờ hợp lệ nha các bạn ha. Cụm đèn hậu phía sau và cũng là dãy đèn led rất đẹp luôn, rất là sáng. Xe này thì được trang bị đầu DVD nên đâm ra là có camera gear. Có nhiều bạn thắc mắc là tại sao đây mình có hai con mắt camera gear, thì Khoa cũng xin nói luôn là xe này được trang bị thêm cái đầu camera Vietmap, có camera trước và camera sau luôn. Thì hiện nay cái camera Vietmap này thì rất là thích, cần thiết trên xe mình các bạn. Mình sẽ ghi hình lại cái hành trình mà quá trình mình sử dụng xe. Đây là phần nội thất ha, xe này thì 7 chỗ, Outlander 7 chỗ đây. Nếu mà các bạn có chở đồ á thì băng ghế phía sau này mình có thể gặp lại mình chở đồ, rất là tiện ích. Còn nếu như mà mình di chuyển thì mình có chở thêm em bé rồi thì mình có cần kéo cái ghế này lên thôi là mình sẽ được hai chỗ phía sau, là sẽ trở thành xe 7 chỗ ha. Bên cạnh đó thì rất là tiện dụng, các bạn đi đường xa đây, cổng sạc 12V. Các bạn nào mà muốn sạc pin hay là sạc laptop khi ngồi phía sau làm việc thì cứ kéo cổng 12V nó lên mà xài thôi. Thì xe thì tại Toyota Tân Cảng bên Khoa là cam kết không đâm đụng và ngập nước nên các bạn cứ yên tâm thôi.
nên Khoa không có đi nhiều vào chi tiết đó. Đây là phía bên tài đó bạn ha, có những cái vết chày dăm nhẹ đây, nhưng mà bên Khoa sẽ về xử lý lại hết, sơn lại theo tiệp cái màu xe này luôn, thì lúc đó cái xe nó mới nhìn nó đẹp mắt hơn. Có một cái dở của cái xe này thì khi các bạn chọn dòng xe Outlander này thì các bạn cũng đã tham khảo qua, thì xe này nó chỉ có một dàn lạnh thôi, và nó có hỗ trợ một cái hộc gió phía sau cho các bạn ngồi. Đây là cái hộc gió phía sau bạn ha, 7 chỗ ngồi rất là rộng rãi thoải mái các bạn ha. Đây chân để rất là thoải mái ngồi, nếu mà các bạn đi đường xa thì mình có thể ngã ghế ra ngồi tựa đó. Đây, ngã ra miệng đó, ngồi thoải mái. Xe thì cũng có, bên cạnh đó cũng có trang bị là bọc trần nè đó, rất là đẹp ha. Ghế da màu kem rất là sáng, rất là sạch sẽ, rất là đẹp đẽ. Rồi tới khoang phía trước thì cái dòng Mitsubishi á, thì chủ yếu là cái cảm giác lái. Thì cái cảm giác lái hiện nay rất là quan trọng với những anh tài xế hoặc là mình chạy xe. Vì sao? Vì khi mà cái xe mình cảm giác lái mình cảm thấy thoải mái nè, mạnh mẽ nè, thì mình chạy đường trường hoặc là mình di chuyển trong thành phố á, nó mới thoải mái. Mà cái cơ thể mình thoải mái thì mình chạy xe, mình tập trung, mình chạy xe, mình quan sát, nên nó rất là an toàn. Thì cái tiện ích trên cái dòng xe này á, là vô lăng có điều chỉnh tích hợp âm thanh nè, kể cả đàm điện thoại rảnh tay nè ha. Đó. Rồi đuôi còng tròn, đây có màn hình DVD luôn. Đó. Xe xin lỗi các bạn là xe đi được 24.600 cây ha. Đây camera hành trình tích hợp Việt Map luôn, các bạn thấy không? Rất là rõ. Đây là camera phía trước nè, phía sau luôn nè ha. DVD theo xe luôn, có camera da rất đẹp, rất sáng luôn các bạn ha. Thì Khoa xin nhắc lại là cái dòng Mitsubishi Outlander bản tiêu chuẩn 2.0 này với năm sản xuất là 2018 thì bên Khoa đang có giá bán là 710 triệu. Bên cạnh đó thì Khoa cũng hỗ trợ các bạn vay ngân hàng với lãi suất cũng tương đối là tốt, hồ sơ thì rất là dễ. Nếu các bạn nào có quan tâm tới cái dòng Mitsu này thì xin liên hệ với Khoa để Khoa tư vấn thêm cho các bạn, và hãy chọn cho mình một cái xe thích hợp cho gia đình mình, kể cả trong việc đi chơi hoặc là kinh doanh các bạn ha. Chạy đi làm ăn thì rất là đẹp, rất là sang trọng, còn trong việc đi gia đình thì rất là thoải mái, rất là tiện ích. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái kênh của Khoa, thì có gì các bạn hãy bấm vào cái nút đăng ký để xem nhiều xe hơn của Khoa ha. Xin cảm ơn các bạn. Dỗ con cu.